Rồi em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Anh em xem kênh nhớ nhấn cho em xin một like và một cái nút đăng ký kênh kế bên cạnh nha. Để mỗi lần em đăng video lên thì anh em mình sẽ nhận được ngay về những cái sản phẩm mà em sưu tầm. Thì clip hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em mình là những cái món lo rời tiếp theo để về anh em mình có thể thay thế độ chế và anh em mình lắp ráp để mà chơi Tết đồ ha. Thì Tết cũng gần cận bên rồi. Đó thì có anh em mình hỏi lo chép đơm nha. Đó. Thì clip này em sẽ lên cho anh em mình là hai cặp lo chép đơm em mới vừa khui nha anh em ha. Đó. Cái vết này là vết người ta chim xốp đấy mà vận chuyển về nè ha. Em mới tháo ra nó còn in dấu nè. Cái này từ từ nó sẽ đều lại nha anh em. Đó. Người ta chim bốn cục xốp ở đây nè ha. Để tập hai cái lo lại cho nó im á. Nó nha, em mới vừa khui ra ha. Đó. Để em lấy cho này mình xem. Thì mấy cục một xốp để ngoài rồi. Đó đây. Thì người ta để bốn cục xốp lên ha. Thì anh em mình thấy còn cái vết nè. Đó nha. Thì để từ từ nó hết nha anh em. Cái mặt này là mặt anh em mình nhìn này ha, nó nhưng mà rờ vô nó rất là láng nha. Anh em mình nhìn giống nó sần đúng không, nhưng mà thật sự rờ vô nó rất là láng mịn luôn ha. Nó lo chép đơm lụa nha anh em, đơm lụa nha. Cái con nó rất là to, con này con nó to đùng mà nó nha. Thì cái con nó to như thế này thì anh em mình có thể sử dụng để mà vừa nghe nhạc và vừa karaoke được luôn nha anh em. Nó lo chép này là đường kính là 10cm nha anh em ha, 10cm ha. Nó đây, đây thì sẽ có ba lỗ ốc nha, và lỗ ốc vào thùng sẽ có bốn lỗ nha anh em. Đó, loi chép từ trắng nha. Con này thì bên đây là cái mã số loi nha anh em. Đó, và bên đây là thông số về công suất loi nha. Con này chở kháng là 6 ohm và công suất là 40W một loi nha anh em ha. Nó có mã là T28-B3 ha. Đó. Con này thì với công suất này thì anh em mình có thể karaoke vô tư ha. Anh em mình ghép tụ hoặc phân tầng thì anh em mình có thể karaoke với lại loa bass 20, 25, 30 hoặc là anh em mình có thể dùng để mà nghe nhạc luôn. Đây thì đây chính là cái chiếc loa thứ hai nha anh em ha. Đó thì cái tem giấy. Thì anh em mình chơi hàng xịn á thì anh em mình nhìn cái tem này là đủ biết cái hàng nó xịn hay không rồi nha. Nó cái tem này là tem hãng dán nha anh em ha. Đó. Đây. Thì theo năm tháng thì có hơi mờ một tí ha. Loa chép này thì hàng gã thùng của châu Âu ra nha anh em ha. Đó. Chở kháng là 6 ohm, công suất là 40W ha. Đó đây. Ở thép từ ở trên á thì nó sử dụng là thép từ ánh hồng nha anh em ha. Đó. Đây thì có anh em mình kia có anh em mình gọi là thép từ 7 màu đó ha. Còn thép từ ở dưới là sử dụng là thép từ trắng. Nhưng mà mình nhìn thẳng thì nó trắng nha, nhưng mà anh em mình nhìn nghiêng xíu á thì nó cũng sẽ có ánh hồng nha anh em ha. Đó, anh em mình nhìn nghiêng tí cũng sẽ có ánh hồng, nhưng mà nhìn thẳng về thì trắng tinh nè, đó nha. Đó, đây. Đó anh em mình có thể thấy nha. Rồi ok. Đơm lụa nha anh em ha. Mấy mũi này thì anh em mình khỏi sợ mớp ha. Đó. Mặt lo rất là đẹp. Đây. Em về được vài đôi nha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em ha. Đó đây. Cái này về anh em mình vệ sinh cái mặt này nữa là rất là đẹp luôn ha. Mũi đơm rất là to. Anh em mình có thể sử dụng để mà karaoke. Mấy con này công suất khá là lớn nha. Đó. 40W một lo ha anh em ha. Đó đây. Đó, giá là 900.000 một đôi nha anh em. Bên có quẹt màu hồng này là cộng nha, bên có màu hồng này là cộng, còn bên đây là trừ nha anh em. Đó. Thì dương và âm đấy ha. Đó, bên có quẹt đỏ là dương nha. Giá 900.000 một đôi ha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Những con loa chép này đặc điểm của nó là tiếng nó rất là dịu dàng và ngọt nha anh em ha. Đó, tiếng nó rất là ngọt ngào. Đây rồi ok, 900.000 một đôi nha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em ha. Đó. Rồi. Qua phần tiếp theo đây là anh giới thiệu với anh em mình là một cặp loa trả lời JBL tiếp theo nha. Đó, tem nó muốn gớt rồi anh em. Mấy cái tem này thì năm tháng nó bị khô nè anh em mình thấy không? Nó muốn gớt ra ngoài luôn rồi. Thì ở đây em có mở sẵn ra cho anh em mình xem một con này nha. Đó, đây. JBL nha anh em ha. Nó vào bên trong nó có một con loa lời ha, bên con một con loa lời và một con loa chép nha anh em. Đó. Đây, con này anh em mình có thể dùng để mà trả lời ha, trả lời karaoke nghe nhạc xem phim rồi, với lại loa bass 25-30 trong gia đình ha, 35 rồi, nó cũng vô tư nha. Thì khi anh em mình mua hàng á, anh em mình đấu trực tiếp vào âm ly hoặc là từ trạm lo lên thì nói em sẽ tặng kèm tụ cho anh em mình nha. Về karaoke hát hò rồi ha, trở thêm cái tiếng lời ca. Đó, bộ dàn nào mà anh em đang thiếu tiếng lời thì rước mấy cặp này về trả lời nha. Đó, vừa trả tiếng lời và vừa trả luôn tiếng chép luôn nha. Đó, rồi để em lật cái mặt trước cho anh em mình xem ha. Đó, đây chính là cái mặt trước của lo đây nha. Tem đồng nha anh em, tem đồng, mặt lưới căng liền lạc rất là đẹp ha. Đó, rồi ok. Để em đo cái thước cho anh em mình xem nha. Cái thước chiều ngang là 15 kém một tí nha anh em, còn chiều sâu ha, chiều sâu là 13 hơn một tí ha. Đó, còn chiều cao là 23 nha anh em ha, chiều cao là 23cm nha. Đó, màu nâu đỏ nha anh em, màu nâu đỏ ha. Đó. Đây, rồi ok, để em quay chiếc
bên trong cho anh em mình xem luôn nha. Đó, cặp này giá là 1.700.000 nha anh em. Cặp loa trả lời JBL này hàng Mỹ xịn nha, giá 1.700.000 nha anh em. Đó. Loại này em có một cặp thôi nha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ ha. Đó. Thì khi mà không tháo thì sẽ nằm như thế này. Đó nha. Đó. Thì nói chung là sức mẻ tí xíu thì sẽ có nha. Này những cái góc dưới nè, nó có bị mất một tí ha. Đó thì không sao. Đó. Đây, tại hàng bãi mà. Đó, anh em mình có thể xem nha. Màu nâu đỏ rất là đẹp nha. Giá cặp này là 1.700.000 anh em nha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em ha. Rồi ok. Và đây em có một cái cặp loa bass anh em nha. Cặp loa bass ha. Đó. Cặp loa bass Pilot nha anh em. Đó, bass màng bóng nha. Màng bóng gần là gần cao su. Con này thì em bán cũng nhiều rồi, em bán mấy cặp rồi. Đó, nhưng mà nó về không có nhiều anh em. Lần nó về có 1 cặp 2 cặp à. Nhưng mà em bán nhiều lần lắm rồi nha. Đó. Đây lo đường kính chiều ngang của nó là 19.5 nha anh em. Còn chiều ngắn của nó đó ha, chiều ngắn của em nó là 17 cm nha. Đó, đây. Thì anh em mình có mấy thùng lon tất 6, khả năng là đủ cái lon này vào được nha. Cái mặt của nó là mặt gan nha anh em, mặt gan đốt nguyên khói nha. Gân là gân cao su rất là to ha, to như lô súp luôn. Màng là màng bóng nha. Con này tiếng bass khá là mềm và sâu luôn nè. Và cái gân như thế này á thì nó cũng khá là lực nha anh em nha. Đó. Đây. Anh em mình thấy cái gân như là cái gân lô súp luôn ha. Đó. Hàng zin nguyên bản nha anh em, zin nguyên bản nha. Gông gan nha anh em, gông gan. Gông gan đúc nguyên khói nha. Đó. Đây. Con này là con của Pilot nha anh em nha. Pilot ha. New York, thành phố New York, USA. Đó nha. Thép từ trắng, xương đen ha. Rồi ok. Và chiếc đây là chiếc còn lại nha. Đó. Đây. Rất là đẹp nha anh em. Hàng zin nguyên bản ha. Đó, nhận chân cao. Cặp này giá 1.600.000 anh em nha. Cặp này đẹp nha, giá 1.600.000 ha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em. Rồi ok. Đó, gông gan nè anh em mình nghe không ha. Đó, gan đúng nguyên khối nha anh em, rất là nặng. Rồi ok. Và cặp cuối cùng bên đây cũng mặc gan nhôm gì luôn nè. Đó ha. Đó, sáng bóng luôn. Cặp bên đây là sáng bóng luôn nha anh em. Đó. Đây. Mặt phay nhôm nha. Đó, rất là đẹp. Màn giấy nha, màn giấy. Màn giấy sóng ha, màn giấy sóng. Và nón là nón giấy luôn ha, nón giấy. Đây. Và đây nó có những cái hoa văn khá là đẹp nha. Đó. Gần mút đã thay nha anh em ha, gần mút đã thay. Đó đây. Để em đo đường kính cho anh em mình xem nha. Đường kính của em nó là 26 cm nha anh em. Đó, 26 hơn 1 tí nha. Còn chiều xéo á là nó 30 nha anh em, chiều xéo là 30 nha. Ok. Gông là gông gan đúc nha, gông gan đúc. Đó là của Diatom anh em nha, đó Diatom. À, chở kháng là 6 ohm nha. Và công suất nhỏ nhất của nó là 25W nha anh em. Còn công suất lớn cặp này thì cũng hơn 100W nha. Đó. Mấy cái này là dính dơ nè, em chưa có lau chùi vệ sinh này ha. Còn mấy cái này là gã thùng ra nó còn dính lại nè ha. Đó, made in Japan nha. Đó. Đây. Con kiết là zin anh em nha. Con zin nha. Đó, đây. Anh em mình có thể xem nha. Khá là tối ha. Anh em mình chịu khó xem giùm em nha. Rồi ok. Và đây chính là chiếc còn lại nha. Cặp này giá 2.400.000 nha, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em ha. Cặp này giá 2.400.000, là máy này là do nó bị ảnh hưởng của bông tiêu âm thôi ha. Đó, không ảnh hưởng về chất âm nha. Đó. Rồi ok, giá cặp này là 2.400.000, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ nha. Hỏi em có đăng cặp thì bán rất là nhanh và sau đó có rất là nhiều anh em mình hỏi nhưng mà không có hàng, thì hôm nay em về cặp tư tựa giống cặp hổm nè. Anh em nào mà hổm liên hệ mà hụt quá, nay mà còn nhu cầu thì liên hệ lại với em nha. Rồi thì clip của em cũng xin được kết thúc tại đây thôi. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều nha, đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.